Triệu Gôn xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay Triệu Gôn lại trân trọng giới thiệu với cả nhà mình một sản phẩm nhẫn bạc ta gắn trên mình là một viên ruby sao Lam Phi. Thiên nhiên hình ô quy rất là đẹp, có hình ô quy rất là đẹp. Và đây cũng là một thiết kế trên nền 3D mới nhất. Một bên là hình con phượng và một bên là hình con rồng. Chiếc nhẫn này được đặt tên là Long Phụng Sum Vầy. Con phượng thì ở trong miền trong gọi là con phụng. Đấy. Long Phượng Sum Vầy, cái tên này có ý nghĩa là gia đình hạnh phúc đấy các bạn. Đây là ruby Lam Phi, đây là sao của nó rất là nét.